Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nhân sự Tổng Bí thư là tuyệt mật, người dân không biết gì. Chỉ vài tuần trước khi khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền, thì chính phủ nước này ban hành một danh mục được xếp hạng bí mật nhà nước, trong đó có các thông tin liên quan nhân sự của nội bộ của Đảng. Một động thái được giới quan sát chú ý. Vào hôm 30 tháng 12 năm 2020, hàng loạt báo mạng chính thống của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin, trong đó có báo Tiền Phong thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với bài viết có tựa đề Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Thông tin cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định danh mục bí mật của nhà nước, của Đảng. Theo đó, bí mật nhà nước ở độ tuyệt mật đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gồm có kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng hoặc là giải quyết tố cáo đối với các ông Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đều đã quá tuổi theo quy định. Đài phát thanh và tiếng nói BBC từ London được cho hay đây là một quyết định không quá mới, vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước của Đảng. Trong đó, bí mật nhà nước ở độ tuyệt mật của Đảng. Trong đó, các thông tin về tuyệt mật được đưa cho rằng như sau: quyết định, kết luận, tờ trình và rất nhiều những thông tin khác mà người dân không hề được biết. Cũng như thông tin báo cáo tờ trình, thông báo quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng là thuộc dạng bối mật. Quyết định này của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 năm 2020. Và tờ báo Vietnam Express còn nhấn mạnh khi nhắc lại một chi tiết cho hay rằng trước đó Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tín hiệu cho là kịch tính tiếp tục xảy ra là gì? Điều mà người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng đang quan tâm. Cùng ngày, vào hôm thứ Tư, ba nhà quan sát thời sự chính trị thì Việt Nam đã nêu ra bình luận của mình về hoạt động động thái này của chính quyền. Có cái gì đó có thể đọc ra như là tín hiệu từ nó. Tôi nghĩ rằng ở đây thực sự có một sự lẫn lộn nào đó. Chuyện nội bộ của một đảng chính trị là chuyện riêng của đảng đó, không thể liệt kê những cái đó vào gọi là bí mật của nhà nước được. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Phản biện Chính sách Độc lập IDS, đã nói với đài BBC như vậy. Những nội dung, lĩnh vực, đối tượng được bảo mật đã được quy định rất rộng như thế là chuyện nội bộ của đảng chính trị này. Có lẽ, theo tôi, nó phải ràng buộc với đảng viên của đảng ấy mà thôi. Còn người ngoài thì tuyệt nhiên không lấy ra đâu ra được những thông tin như thế để mà có thể bảo người ta là vi phạm pháp luật. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần đây thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ do đã từng bị đột quỵ vào hồi năm 2019. Tuy nhiên, vào hồi tháng 8, Thủ tướng cũng đã ban hành quyết định rằng thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao là tối mật. Cho nên, nếu chỉ liên quan đến đảng viên của đảng, thì tôi không bàn. Nhưng nếu ai đó ở bên ngoài nghe lỏm được ở đâu đó và đưa ra thông tin, như vậy là nhân sự nội bộ, thì rất có thể bị quy chụp vào dạng vi phạm bí mật của nhà nước. Thì tôi nghĩ cái đấy là một điều rất tù mù, như cách người ta vẫn cố ý trộn lẫn và phân loại, xếp loại rất nhiều vấn đề, nội dung và với nhau như được báo chí và công bố, có thể nói để dễ bị lạm dụng. Còn ông Nguyễn Vũ Bình, nguyên biên tập viên tạp chí Cộng sản của Đảng Việt Nam thì nói với đài BBC như sau. Theo tôi, động thái này chứng tỏ một sự lúng túng, sự giằng co và căng thẳng trong việc sắp xếp, bầu chọn lãnh đạo cao cấp thuộc đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nó cũng phản ánh Đảng Cộng sản đang lo sợ do gì thông tin gây ảnh hưởng tới việc bầu chọn sắp xếp nhân sự. Chính vì vậy, cần đưa các thông tin vào danh mục bí mật để cảnh báo và răn đe những người đưa thông tin cũng như bình luận những thông tin về vấn đề này. Ông Nguyễn Hiếu Vinh, nhà báo tự do, blogger, nguyên thiếu tá an ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam thì bình luận với đài BBC như sau.
Tôi quan sát và thấy rằng quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được ký theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng. Nó có phạm vi phạm và có điều chỉnh rất rộng, dù báo chí chỉ đưa tóm lược nhưng nhìn chung liên quan tới hai vấn đề là nhân sự đại hội đảng và chống tham nhũng. Quyết định này được đưa ra rất cận kề ngày đại hội, tức là cùng với một hội nghị trung ương nữa, hội nghị trung ương lần thứ 15. Đồng thời, nó cũng là dấu hiệu để có những sự xử lý đảng viên ở cấp cao sắp tới. Có thể thấy ý muốn siết chặt những thông tin rò rỉ, gây ảnh hưởng lớn không như mong muốn, hoặc là tín hiệu, theo tôi, thì đó chỉ có thể là hứa hẹn kịch tính cao, nhiều bất ngờ trên cả hai vấn đề vừa nêu trên. Câu hỏi và quan ngại đặt ra như thế nào? Các nhà quan sát đều cho rằng động thái của chính quyền và đảng thông qua danh mục được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành để đặt ra những câu hỏi và thậm chí cả quan ngại khác nhau. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước tham dự hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp, tôi cho rằng công luận có thể đang đặt ra nhiều câu hỏi, thậm chí là quan ngại, nhưng tôi không thể nói thay cho bất cứ ai. Ý kiến của riêng tôi là bất kỳ một tổ chức nào, một đảng chính trị nào cũng phải minh bạch, và chỉ có minh bạch, công khai thì lúc đó mới có thể có được tính chính danh, sự tin tưởng ít nhiều và trước công chúng. Còn đưa ra tất cả những quy định hết sức phức tạp và rộng rãi tùy tiện, mở đường cho những hình phạt răn đe với ai không tuân theo, mở đường cho lạm dụng chính trị, quyền lực, thì nó đi ngược với tính minh bạch và nguyên tắc pháp quyền. Và như thế thì nó sẽ gây ra những quan ngại trong nhân dân, quần chúng và cả trong các đảng viên, và như vậy sẽ làm tổn hại đến chính Đảng Cộng sản và Đảng. Ông Nguyễn Vũ Bình thì tiếp tục bình luận, câu hỏi lớn nhất và công luận và dư luận đặt ra sau động thái này theo tôi là việc thông tin của một đảng, tức là việc nội bộ của một đảng như sắp xếp nhân sự, đấu đá nội bộ chẳng hạn, tại sao lại trở thành bí mật nhà nước. Điều này dẫn tới sự quan ngại là sẽ có nhiều điều Đảng Cộng sản quy là bí mật nhà nước, trong khi nó chỉ là những thông tin sự việc bình thường của đời sống hay của một chính đảng. Những điều đó chỉ dẫn tới việc lạm quyền ngày càng lớn hơn mà thôi. Ông Nguyễn Hữu Vinh nói tiếp, tôi thấy có lẽ phải ngược thời gian trở lại trước Đại hội 13 với không khí sục sôi tới độ có những hiện tượng khó tin, như một văn bản được cho là của Thủ tướng lúc đó gửi Tổng Bí thư trả lời về những nghi vấn, chất vấn của đảng đối với bản thân họ cùng những tiêu cực. Nay thì tình hình có lẽ không nóng như kiểu trước đại hội đó, nhưng vẫn có những thông tin chứng tỏ có những sắc thái khác không kém phần gay cấn. Cho nên đảng không muốn tái diễn những màn khó xử khi thông tin hậu trường cứ bị tung lên mạng để gây áp lực nhân sự. Đây là hình ảnh bên phải là một danh sách được cho là tỷ lệ ủng hộ vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới. Ông Lê Minh Hưng, thỉnh bên trái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, con trai của Lê Minh Hưng, Hương, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu danh sách với 150 phiếu ủng hộ tới 87%, thông tin được tiết lộ trên trang Facebook của nhà hoạt động Hoàng Dũng. Trước hiện tượng này, tôi cho rằng có lẽ dư luận chẳng quan ngại gì, mà chỉ càng tò mò, thích thú hơn khi theo dõi những gì sẽ được hiện thực hóa tới đây. Liệu sẽ được tôn trọng, chấp hành hay không? Trước câu hỏi liệu động thái mới này của Đảng và chính quyền thông qua văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có được tôn trọng, chấp hành và mục đích của những người ban hành đặt ra có được hay không, thì các nhà quan sát trả lời như sau. Tôi cho rằng chắc chắn nó sẽ có tác động một cách răn đe đối với các đảng viên của chính đảng đó, chính trị đó. Còn đối với người dân, mà như tôi đã nói, dân chúng không thể lấy đâu ra những thông tin đó được cả. Cho nên về mặt nguyên tắc, những người dân không có quan tâm gì cả. Ông Nguyễn Quang Nga đã nói như vậy. Nhưng nếu họ vin vào những cơ ấy để buộc tội người dân thường, thì cũng là chuyện xưa nay lịch sử Việt Nam thường thấy ở Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản chấp chính, không có gì là lạ cả. Ông Nguyễn Vũ Bình thì nêu quan điểm như sau. Tôi nghĩ là quy định mới rất khó được tôn trọng. Việc bầu chọn sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản từ trước tới nay đã là vấn đề bàn tán, thông tin luôn được lan truyền rộng rãi. Có thể sử dụng việc áp dụng quy định này để phạt hoặc bắt bớ một số trường hợp, những người cũng có sẽ ngăn được việc thông tin sẽ được tuồn ra ngoài và bàn tán rộng rãi. Ông Nguyễn Hữu Vinh thì nói tiếp, nhìn về lâu dài thì quy định mới này sẽ hạn chế được khá khá thông tin rò rỉ nói chung. Tuy nhiên, theo tôi riêng nói thông tin nhân sự Đại hội 13 thì không dễ kiểm soát, chủ yếu vì nó quá quan trọng để người ta có thể cho rò rỉ với mục đích riêng và trong thời điểm ngắn khó có thể ngăn chặn truy tìm nguồn phát tán. Với thông tin liên quan đến tham nhũng,
sẽ vẫn khó tránh khỏi những hiện tượng kiểu như bỏ trốn trước khi khởi tố hoặc tẩu tán tài sản, chứng cứ, vì công luận nói chung rất khó biết được những gì đằng sau đó để mà tố cáo, còn nguồn dò dỉ thông tin lại thường có vị trí cao, quyền lực lớn. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng giơ tay biểu quyết trong hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Khi được hỏi liệu động thái mới của chính quyền có một bước tiến về mặt dân chủ, công khai, minh bạch, hay đó là một bước như thế nào và còn cách nào làm khác để tốt hơn hoặc khả dĩ hơn hay không, các nhà quan sát đáp lại như sau. Tôi nghĩ đây là một bước lùi xa trong nội bộ của một đảng chính trị. Như tôi đã nói, đảng chính trị chỉ có thể có tính chính đáng nếu như họ minh bạch, hợp pháp, hợp hiến. Việc này cản trở tính minh bạch và như thế, nó sẽ là một bước thụt lùi rất lớn đối với bản thân đảng chính trị đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã nói như vậy. Với tư cách của một công dân, tôi lấy làm tiếc cho mấy triệu đảng viên của đảng đó, bởi vì họ đã bị tước những quyền chính của họ, lẽ ra họ phải có quyền dân chủ của họ trong nội bộ của đảng. Ngoài ra, trước khi là đảng viên, họ cũng là những công dân, những quyền cơ bản của công dân, nhân quyền của họ như thế cũng bị ảnh hưởng. Việt Nam đã có luật về tiếp cận thông tin và nhiều luật khác cũng có các quy định về nhân quyền trong hiến pháp. Bây giờ các đảng viên đảng Cộng sản với tư cách là công dân thì tôi nghĩ họ cũng phải nên có ý kiến của họ, đặc biệt là các đại biểu hội nghị trung ương và các đại biểu của đại hội đảng 13 tới đây, chứ họ không nên im lặng. Ông Nguyễn Vũ Bình thì nói tiếp, đơn giản tôi có thể nói ngay rằng đây rõ ràng là một bước lùi về mặt công khai dân chủ. Trước hết, đó là một việc quy định sai nguyên tắc, nhưng vấn đề của một đảng lại quy định thành bí mật quốc gia. Thứ hai, họ không dám để dư luận nhận xét đánh giá về công tác cán bộ của mình, không dám công khai quy trình bầu chọn, lựa chọn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Đây là hình ảnh một số gương mặt sáng giá thường được ca tụng của Đảng Cộng sản. Đồng thời, những cán bộ nhận trách nhiệm cũng không dám đương đầu với dư luận. Cách làm tốt thì nhiều, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ cần công khai, minh bạch hoặc ít nhất theo tôi là bỏ những quy định kỳ quặc kiểu này đi là được. Còn ông Nguyễn Hữu Vinh thì bình luận tiếp như sau. Trước hết, tôi thấy muốn đánh giá về những quyết định phải xem lại văn bản luật bảo vệ bí mật nhà nước. Toàn bộ nội dung luật rất rộng về phạm vi điều chỉnh, các thể loại tài liệu, văn bản, cấp được áp dụng v.v. và quá chung chung. Do đó, chính phủ rộng cửa để ban hành các quyết định kiểu này. Mặt khác, quyết định đó lại có những điểm đặc thù, đó là nó áp dụng hoàn toàn cho hoạt động của một đảng phái, chứ không phải là của nhà nước. Đây rõ ràng là không giống ai, so với hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới, nó lại nhắc nhở tới một nhu cầu vô cùng quan trọng là phải có luật về đảng. Một khi chưa có luật về đảng, thì tất cả những đặc quyền cho một đảng phái, từ ngân sách cho tới những quy định dạng này, đều trở nên kỳ lạ, thiếu khả thi. Ví dụ, với việc chống tham nhũng, một khi đảng viên vẫn có đặc quyền là trước khi áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự với họ, thì tổ chức đảng nơi họ sinh hoạt phải được thông báo trước, thì làm sao đảm bảo bí mật? Lò chưa nổi lửa mà củi đã chạy mất rồi. Hoặc ở khía cạnh khác là khái niệm dân chủ trong đảng. Nếu không có luật về đảng, thì đảng viên vẫn chẳng khác gì dân thường. Bao nhiêu việc của đảng ở cấp cao họ không được biết, không được bàn, không được kiểm tra. Còn nếu như là cho là bao nhiêu năm nay đã đang có một bước lùi dài, dậm chân tại chỗ về phía dân chủ, pháp quyền, thì hiện tượng này cũng chỉ là bình thường. Cuối cùng, theo tôi, cách tốt nhất vẫn là hãy để cụ thể hóa điều 4 của Hiến pháp về Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những văn bản luật, dưới luật, cũng như ra luật về đảng như tôi vừa nói ở trên. Có như thế thì những văn bản kiểu như quyết định này của Thủ tướng mới có tính thuyết phục cả về pháp lý lẫn dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 với bản tin Việt Nam tin nhân sự Tổng Bí Thư là tuyệt mật, người dân không biết gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.